Đây là gà tre lai gà rừng nhá, gà tre trắng, mẹ là gà tre trắng, bố là gà rừng, hôm ra là chân của nó là chân phớt phớt xanh, cho vào máy ấp tự chế, nở, nuôi bộ chơi chơi, nó ngộ ngộ. Quý vị và các bạn yêu thích những động vật cưng, hãy đăng ký kênh Chim Phụ Quấy Hay để đón nhận những video mới, những video củ chuối, những video đặc biệt. Đó. Chân phớt phớt xanh. Lai mà, hàng lai. Đó. Chỉ ngọt. Chỉ ngọt. Chỉ ngọt luôn. Đầu. Hai con gà này là hai con gà mồ côi nên chúng rất là thuần người. Em này là con em này em trống, em này em mái, đây em trống đây.
một trống một mái, như con trống này, đây là con trống này, như con mái này. Trả ra. Mối ác thật đấy. Để chân ở kia nó cũng cắn nào.